chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình tên là Hân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài tập với tay và vai cùng với dây kháng lực nhé. Các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thế nào? Chúng ta cùng đến với động tác đầu tiên. Các bạn động tác này thì các bạn sẽ quỳ gối xuống. Một chân của chúng ta sẽ móc vào phần đen. Một chân còn lại thì vuông góc có một phần. Sau đó thì cái tay còn lại các bạn sẽ quỳ lên phần gối trước để mà giữ thăng bằng cho cơ thể, cũng như là có một tổ chắc để có, cũng như là có một điểm tựa chắc để các bạn dùng tay còn lại kéo phần đen của chúng ta ra. Bắt đầu thôi này các bạn. Đến cái động tác tiếp theo, động tác này thì các bạn sẽ quỳ xuống. Các bạn sẽ móc phần đen vào tay của chúng ta, sau đó các bạn chắp hai tay trước bụng nhé. Hít vào. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
với những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe ủng hộ channel của mình nhé. Và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại.